đội thì Huyền sẽ bóc lá phiếu đầu tiên. Giải ba đầu tiên, chúng ta sẽ đi từ giải ba trước đi. Giải ba. Chúng ta sẽ có bài giải ba, chúng ta bóc một lá đứng trước đã. Số gì ra số, gì ra số, gì ra số, dài quá đọc không được quý vị ơi. Không. Xin chúc mừng. Số điện thoại. Không. Có số đuôi 023. Ở đây số đuôi có ai 023? Ở đây số điện thoại có ai 023 cho tay lên ạ. Một người. Rồi số tiếp theo là gì ạ? Xin mời chị Huyền đọc giúp em. Em đọc số của giữa nha. 353023. Hồi chúng ta xem số đầu là số mấy? Số mấy nhỉ mọi người? 0909. Xin chúc mừng số 0909353023. Nhận được giải ba của chương trình, xin mời chị lên sân khấu ạ. Chị hay anh đây ạ? Không biết là chủ nhân chú là chị hay là anh, hay là vừa chị vừa anh em không biết. Dạ xin mời cô, không phải chị cũng không phải anh mà là cô, xin mời cô ạ. Giải ba. Giải ba của chúng ta sẽ là một kem body ngày của hoa sữa. Dạ xin mời cô lên sân khấu và chúng ta sẽ chọn thêm hai giải ba nữa. Xin mời đã thăm tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 số thôi, số thứ 10 mình đọc lô tô cho nó biết là những bí hiểm. Rồi bây giờ xin mời bạn Huyền đọc 3, 4 số đầu tiên. 0937 656 58. Và số cuối cùng. Em yêu ơi, em yêu ơi. Còn số 2, ngắn gọn vậy thôi. 0937 656 582. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại. Anh Thức. Có tên trong này luôn. A à, chị Thức. Rồi xin mời chị lên sân khấu ạ. Xin mời chị nhanh chân rảo bước lên sân khấu để nhận quà của chương trình. Bả mới vừa hát xong rồi mới lên. Rồi chúng ta đến thăm thứ ba. Cho em xem lá thăm của cô và chị Đoàn, mình sẽ kiểm tra lại. Không cần. Rồi lá thăm cuối cùng của giải ba. Rồi bốn số đầu tiên xin mời bạn Huyền đọc. 0337 478 138. Chưa mà số cuối cùng để đọc luôn tô. Rồi đỡ đọc rồi thôi, đọc luôn. 0337 478 138. Xin chúc mừng. Số điện thoại của ai đó? Anh hay chị hay cô ạ? Một sự im lặng đáng sợ của bầy cừu. Không một cánh tay. Rồi chúng tôi xin được bỏ qua lá thăm này. Nếu mà không ai đã nhờ chúng sẽ bỏ qua nha. Rồi xin mời lá thăm tiếp theo. Mình bắt lá thăm tiếp theo để thay thế cho lá thăm này. Xin chúc mừng Nguyễn Long Hùng, số điện thoại 0908 9050. 072 072. Xin chúc mừng Nguyễn Long Hùng. Và chúng ta đã tìm được chủ nhân của ba giải ba ngày hôm nay, là một kem body ngày của thương hiệu mỹ phẩm Hoa Sữa. Xin mời Vân Đi Thị Hương sẽ trao phần quà này cho ba người may mắn trong tối ngày hôm nay. Body ngày của hoa sữa, chúng ta sẽ về sức ngày, sức đêm, sức nguyên một ngày với dòng mỹ phẩm hoa sữa. Còn có hình lưu niệm thật đẹp không? Vâng, xin cảm ơn. Và xin mời ba người thử khách may mắn chúng ta về chỗ ngồi. Và bây giờ trước khi đến với gì, chúng ta sẽ đến một tiết mục văn nghệ của một bạn tiếp theo. Xin mời giọng ca tiếp theo ạ. Ủa mới giải ba mà. Chúng ta sẽ đến với gì từ từ đã. Xin mời giọng ca tiếp theo nào. Xin mời bạn nữ mới đi đăng ký liên quan một bài hát đó nào. Một giọng ca nào ạ? À, xin mời chị Hồ Mai, Hồ Thị Mai Hương sẽ lên sân khấu với ca khúc Từ Chọn. Giống này luôn rồi. Đúng không? Đúng rồi, chị phải mở màn cho em hoành tráng lên, sôi động lên. Ca khúc gì chị em giới thiệu luôn? Ca khúc nào tuổi tiên hay là dài dặn? Anh nhà ở đâu thế? Có nhớ chẳng hương ở đây chẳng nhớ đường về. Thôi được rồi má, em được rồi. Sao hiểu ơi?